À, kêu đi làm trà đá mà. Ủa cá hè, ủa cá đâu đây hả? Cá sạch không? Sạch. Sạch nghe, không sạch là tẩu quá nhập ma nghe. Ma đâu nhập ma. Chú xạ nào vậy? Mới. Hả? Ba bữa hả? Ừ, chứ mới xạ sao được xanh lên được mà. Xanh lên, ai xạ vậy? Tấn mướn sạch. Tấn mướn sạch hả? Xạ sạch hả? Đúng. Rồi, đổ miếng nước luôn. Ô, sao đây có dụng nước vậy ta? Không, không dọng á. Mày đang không? Tụi tôi đem nước gì vô tới phòng chứ hả? Liêu kêu múc nước rồi vô tới phòng chứ hả? Nước của Trùng Nhân hả? Nước Trùng Nhân là nước gì vậy? Nước lọc để dành cho Trùng Nhân uống phải không? Cái nói nước của Trùng Nhân hết hồn nè. Trời ơi, nước lọc để riêng trong vậy đó hả? Rồi nước mình uống là đưa ra đây đâu? Uống nước cay hả? À, uống nước cay chừa cho Trọng Nhân, chỉ Trọng Nhân muốn được uống nước lọc thôi phải không? Uống nước bình thôi phải không? À, Trọng Nhân mới VIP uống nước đó được. Nghe Trọng Nhân. Ha. À. Nổ không à. Nhân ơi Nhân. Nhân ơi. Nhan. Trọng Nhan. Bò là chú nè. Trọng Nhân. Sang lắm. Trọng Nhân bò là chú nè con. Sao dòm vô chú còn ai không vậy? Bò là chú nè, bò đây không miếng này, bò không miếng này, bò đây. Trùng Nhân gầy nó gõ lại gầy. Thấy đi xuống ăn à, cưới vợ gì? Cưới ai? Cưới sập hả? Cưới bà ấy. Bà ấy. Em ruột của cháu đấy. Ừ. Thôi hung. Thôi đẩy ra không là gâu đông hay gì đẩy ra không à. Cậu hai hung lát xỉn luôn con. Đừng. Một lát cho 500.000 nha. Kệ nó cho nó ẩm đi cho. Cậu cháu ông ta tình cảm. Khóc quá. Sao vậy? Thì nó khóc đi hay. Có tiền xong rồi em có cho mua sữa cho Trọng Nhân không? Giờ ôm hung là lát cho 500. Cười kìa. 500 đó. Cái gì đòi 500 gì? Hôm đó nè, tụi tôi nó đòi lợi ra. Đòi lợi luôn. Chơi kỳ không? Cho tôi cho cháu đòi lợi không? Tôi cho cháu bị ép, bị chú tính ép. Rồi lại mà không có trả phải không? Không. Tính mua gạo hả? Ờ, vậy cũng lấy tiền nó mua gạo cũng được. Tính mua bao gạo á. Ừ, vậy cũng được. Mua gạo rồi nghe, không có đòi nữa nghe. Rồi, con hai này tiền nhóc. Điện xài với 500 nè. Con hai giàu rồi. 500 không à. Xài với 500. 500 không à. Cho cháu đòi lại. Coi. Cái này mấy tháng gạo sạch rồi. Ừ. Đi giao lúa về tốn phê không à. Rồi cái gài còn giá không? Đây, rồi ba bổ cho lấy tiền. Đâu được thôi mới đâu khai coi. Mới gài còn giá không? Không, chơi á. Mới chơi mới. Con mắt chả bá lửa luôn bay. Samsung luôn rồi. Nhiêu tiền? 4 triệu. Đây nghe luôn. Gắn giữ cho kỹ nha. Nghe. Ừ. Rồi điện thoại ra xài được bao nhiêu ngày? Chắc cỡ từng. Vụ này sợp giá không có tiền chân á. Có chuyện có tiền xài uống cả. Tiền đâu không có, có đâu, người đó không có tiền bạc gì chơi quên. Điện bây giờ có tiền không? Có, đập đi coi. Móc thử máy tính. Chạy gì đập đi con, bảy hả? Giờ đó. Giờ đó. Có điện mà nghe. Đập bảy bảo mua cái khác. Ừ đúng rồi. Giờ đó. Ờ ngon nữa rồi. Cũng vậy đó mà không còn cắt nào. Tội nghiệp hợp xuống ha. Không còn cắt nào nằm ở nhà. Không đi uống cà phê luôn. Không nhậu luôn. Tao gọi là khô máu gì đó. À, tôi hỏi kỹ hỏi trong nhà là nói hôm nay nghỉ nhậu lâu lắm rồi. nghỉ luôn mà không nhậu không cà phê luôn hết tiền khô máu. Rồi mấy bữa nay có tiền nhậu bù cái gì? Qua nhậu mấy chục thùng bia hộp vô nhậu. Nhậu với đội hen. Nhậu mà hộp vô nhậu trời. Nhậu với đội chắc lúa phải không? Mẹ hộp chắc lúa hộp vô. Nhậu với mấy anh em trong đội gì? Hộp trong đội, đứa thùng bia đều chứ. À đứa thùng bia. Ừ, đứa thùng 6 thùng, ông thùng, ông 5 thùng. Rồi kêu thùng khác nữa. Mọi ai lo? Hùng với nhậu trời. Hùng. Rồi em Hùng hết nhiêu tiền rồi? Hả? Hùng nhiêu? Mấy trăm? Nhiều không? Nhiều không? Nhiều nhiều. Hả? Ừ. Rồi giờ còn nhiêu tiền nè? Giờ còn nhiêu tiền? Tiền bạn cất cho kỹ giùm cái nha. Cho Trọng Nhân 500 đi. Rồi. Để cho đi mà. Dễ vụ đó. Thôi bây giờ khỏi cần cho.
mua gạo, mua bao gạo. Đó. Mua gạo bự đi. Mua gạo 50 kg. Có tiền đi nhậu được mà không mua gạo ở nhà. Mua bao gạo 50 kg nha. Em mua về em cũng ăn chung vậy. Chứ kêu cho trong nhân là không có rồi đó. Chơi này cái nút nha. Cái thằng nút. Hẹn là cho tiền thằng này hoài luôn á. Mua sữa. Mà sao sợ mà không cho tiền trong nhân mua sữa? Kỳ vậy nha sợ. Mà gạo hết thì ông nấu cơm dừa, nấu cơm đủ, nó đủ ăn cho bà Tám nhóc lắm á. Nó đủ ăn ngay. Trời ơi. Cơm theo quá à, chú Tinh. Rồi mấy cho chó ăn. Rồi nó nói cho bà bả đâu. Nói gì cho nhiều quá. Đi thật nó vậy. Không hiểu. Không hiểu. Sao không hiểu? Rồi mua điện thoại mới rồi danh bạ sim rồi còn không? Sim này sim cũ. Có Zalo chưa? Có Zalo điện nhóc. Còn Zalo của Thí Diễm không? Chia tay rồi. Chia tay rồi hả? Ủa sao lấy Zalo lại điện cho Thí Diễm đâu? Rồi chia tay. Chia tay luôn hả? Chia tay bởi vì hộ khẩu mà mình xài đủ xài. Chia tay với đau khổ. Vậy là quen là đau khổ lắm không? Năm chứ. Năm xài mấy cái điện thoại luôn. Cái mùa lúa điện thoại à? Cái nhất mùa lúa là cái điện thoại đó. Chiếc này mà cái điện thoại này là bỏ rút cái chân ra, rút cái chân ra. Bị cắn cái lưng rồi kìa. Rút cái chân ra. Nói ra. Rút cái chân ra. Vụ này mà để mất điện thoại nữa là bị đòn đó nghe. Không nhà có đi quán nữa không? Không mà. Sập. Không. Rồi chạy nữa thôi. Đừng có đi quán nữa nha. Không có đi quán trời. Không có đi quán bị ôm nữa nha. Cho điện thoại rồi lấy lại khóc phải rồi. Cậu hai sạp cho trong nhân điện thoại đó rồi phải không? Cho mà còn chưa đập đi nhân đi. Đập đi con. Đập ba. Không có đập nghe con. Nghe, thôi coi mình cứ khổ nghe dắt lúa hoàng dây nghe. Mà nó giận cái là nó làm rớt cái gì gạch đó. Rồi, cậu hai mượn. Cậu hai mượn cái. Thôi, vậy giờ nó giật. Thấy không? Thấy cho rồi mà lấy lại kiện. Thấy không? Không có chịu hơn mà vui đi. Rồi, đừng có không lấy lại. Không bao giờ cho đâu. Đó, thấy chưa? Rồi, bỏ lại chú nè, bỏ lại chú nè. Giờ đưa 500 ngàn. Đưa 500 ngàn mới đến chứ không mà khóc á. Đưa 500 ngàn. Rồi, xong rồi chuột cái điện thoại thì phải đưa tiền. Đưa 500 ngàn đưa chuột điện thoại lại. Cái gì vậy con? Thì sao? Nó có điện thoại rồi mà. Cái gì có điện thoại rồi mà còn khóc kìa. Thì sao hả? Có gì liệu ẩm nó liệu. Em lấy điện thoại em đưa nó. Lấy điện thoại em đưa nó. Lấy điện thoại em đưa nó. Ok, có điện thoại kìa, có điện thoại nè. Ồ, cũng làm quá lên hả? Trời ơi. Quá rồi. Không phải cái mới đâu có chị. Quá cái nết rồi. Không rồi, nó biết cái mới kìa. Nè. Đưa cái điện thoại mới rồi. Thôi, nó nín rồi đừng đưa nữa. Lấy lại đi, lấy lại. Đừng có đưa nữa. Cái vấn đề. Thôi, dứt nè. Dữ quá hà la con mắt nó liệu. Cho nó mày cũng tao nữa cho là. Dữ trời ha, nó. Liệu à ha. Đó nói con hiền đi. Nói con hiền đi. Con làng đó. Nó gần mẹ nó với tôi là ông đâu. Ông đâu nghe không đáp bây giờ tính sao xuôi xuống tính về nè nó nghe coi. Có gì vậy không? Ai có gì vậy? Giúp không? Dạ giúp đi. Rồi giờ là bi ai mua? Điện tới chỗ hả? Ông nhậu nổi. Mà trả tiền. Mình sập cháu nữa trời. Mà mình sập trả hay ừ đúng ra sập mà. Có trả lăng à? Có xài giá 500 à. Cái này còn xài tiền lẻ không? Không ha. Xài 500 không à? Mấy đứa tiền lẻ. Hết vui vui hả? Vui gì khô. Qua mình kha bệnh mới đi mà bệnh. Cái gì? Qua đi mà bệnh. Tự nhiên nói cho rõ ràng chuyện như chút. Chuyện gì ra cho đó. Chuyện gì ra cho đó. Lại qua kia hết hồn không? Dạ, dạ giống như ông thanh chi khờ. Đó là ma mờ một giờ vậy. Mẹ. Nó ma mới xong hết á. Mà bà con là gì? Sớm. Sớm hả? Có mà ma gọi tùm tùm đi. Nó ma tùm tùm đi á. Có nghe tùm tùm đi. Không có. Tấn nó để tối con đi để chiều chiều con đi đám ma cho.
dòng họ chị nè, phân biệt rõ ràng. Tùng Tùng á là ở Tám Ma khác, còn Tùng Tùng ở trường học khác nha. Đừng nghe ta đóng tránh Tùng Tùng vô hỏi con lại ta luôn nha. Tám Ma thiệt á, trường là khác không? Thiệt á. Ừ đó, cứ nghe nó Tùng Tùng đi. Kìa đó, đắng đang chờ chờ hả? Tại sao giờ không khách ở nhà, không trà cũng rượu chứ giờ chăm trà uống làm sao mà là chậu? Nhậu mồi gì? Tại vì nhậu đấy không đòi hỏi. Ông nhậu nó không tự tin tới sát. Dữ vậy. Nhậu tối mới ra ma, tối về mới tắm rửa nhậu không chập nữa nè. Anh em mấy tháng mới gặp nhau mà sao lạc lạc quá à? Gì cho nó ăn mồi chút đây. Nhậu về nó xuống chợ uống phê tôi trả tiền cho. Trời ơi. Thôi uống nhà đi, giờ có biết là làm 77 nó mới thôi thôi. Điện kêu ghê điện, không có số. Dân nhậu chuyên nghiệp không có số bia không? Không có, biết. Biết luôn rồi. Biết luôn số đâu. Không có số. Mẹ điện ta điện cho nè. Thôi rồi. Liễu này mẹ điện cho nè. Có số nè. Có số luôn hả Liễu? Có số, có trời dữ ta. Có số chỗ gia viên luôn. Tính là xin số của bà lên đó. Gắn giữ cái điện thoại này cho tới chừng nào nó rụng răng thôi nha. Mà ốp đi mà nó mà mai nó xuống. Giá hai bữa cho nó tiền. Hai bữa cho lấy tiền. Nè, giá luôn vò bự quá, bụi. Hai bữa cỡ nhiêu tiền? 2 triệu mấy, 3 triệu à. Hai giá hai bữa, 3 triệu. 3 triệu luôn vò xuống bằng tải á. Nhưng mà đâu có dữ vậy. Màu dữ hả? Xuống bằng tải nội. Nó lấy giá kho xuống ghe vậy. Bằng tải 3 triệu mấy luôn hả? Ừ. Hai ngày có 3 triệu. 3 triệu nhiều cò. Nói vậy nghe vậy đi. Chia ra là không phải lãnh được 3 triệu đâu. Chia ra. Chia 2 bữa mà mình sợ 3 triệu là thơm à. Sao nhé? Tao xài với 500 tiền lẻ xài. À đúng. Đưa cho, đưa qua đưa tới 200 ngàn thôi. Đưa 200, đưa thêm tới 200. Từ từ. Tới 200 làm gì? Mua tớ theo đưa chi nhiều mẻ. À mẻ. Mua gì? Tớ theo hả? Đưa 200 à. À mua tớ theo ăn ha. Đùa cho tức không có tiền để đưa 200 thôi, đưa 200. Ừ. Qua nhậu mùa 1 trời về. Có không? Có đưa tướng mua thịt heo không? Có. Có không lẽ không? Có 200 bây giờ 200 bây giờ 50. Tướng mua cá nữa. Tao đưa 200 gì 50. Vậy liễu sai rồi. Tao đưa 200 chứ. Ừ, tao đưa 200 nó 50. Tao nhậu tướng tịnh nè, nhậu tướng tịnh nè, mùa một về mày. À, bậy, trời ơi, nói vậy tao mới bố cái bước nó bắt trước. Trời ơi, hoài vậy. Thôi, đừng có nói nó nghe nó bắt trước rồi không. Mình nói những cái gì hay ho, tốt đẹp, đừng nói vậy. Tiền hả chị, sập, cộng dưới sập. Tiền á. Nó mới bố nó bắt trước rồi, bị đội. Tiền dữ hả? Còn được mấy tờ. Dữ. Mỏng mà mỏng một đúng là thường thường đó là tiền một bịch có gà thôi, một bịch tiền luôn đó đó mà một tám tao tìm theo được tám nhà tao cái này hết rồi tám vô nhà tám để mỗi nhà bọm lắm bọm lắm bọm bọm ồ rồi nó chữ luôn kìa giọng nhân nó chữ luôn kìa nó khóc nó khóc rồi gì Leo đã xuống đây cho em hỏi cho đi. Má mua 2 tờ số bỏ đâu tôi quần mất tiêu rồi. Rồi ai làm 2 tờ số nữa rồi. Dễ mua bánh. Coi chừng nó bò lên mấy quạt đó nha. Khọt cái tay vô đó. Quần. Qua chị hai ngoài. Qua vô trúng số qua trúng số. Hai trúng số. Ở dưới giữa con hộ ấy. Con hộ bên nó rảnh trúng. Đúng 2 triệu. Chung 2 triệu hả? Đừng lấy vô trọng. Ba cái điện đài đừng có để dưới con nít. Rút con hết à. Đó, mạng để bắt nhà bắt không được. Nhập mạng vô chưa? Mạng ở dưới mạng bắt không được, nhà bắt không được. Nhập vô chưa? Nhập rồi, bắt đây bắt không được. Coi cái thằng. Rồi bắt được nè, bắt trên đây bắt không được. Đâu bắt được. Đưa chú Thắng coi coi có nhập wifi chưa? Chưa. Bắt không được. Ta chạy đùng đùng không được. Bắt không được nè, ở dưới bắt được. Chừng chưa nhập wifi lấy gì thôi. Ở dưới nhập rồi. Có người đang xài 4G nè, đâu có phải wifi đâu. Phải nha, phải nhập wifi vô. Biết bắt không? Từ 1 tới 9.
Không ai không hỏi qua phai Tướng nhập vô. Má Tướng không biết bác. Tướng không biết bác hả? Ừ, nhà hình bây giờ ai cũng thông minh chứ. Tướng không biết bác ở đâu. Để xuống là coi đồ mùa ngủ quên. Không có mở cái phai lên là sao em bé được, thiệt tình hay sập. Trời ơi. Ngày nào cũng chị ngoài đi ra không ấy, điện. Chị ra. Đúng 5G gì nè. Chị ra nào. Nó cứ gãi quậy thú lông nữa. Cứ gãi quậy thú lông rồi đó. Kìa. Bỏ trên giường đi mẹ. Thôi kệ nó đi, chó chơi đi, đừng có điện đài thì chó chơi. Bỏ trên nước lên giường đi. Ừ. Nó quậy nó bắt cái quạt kìa. Rút điện rồi phải không? Đừng có để cho điện lòng thòng ngang, nhất là cái ổ điện ngang. Để cao gì nè. Để cao có buộc lại không? Có cái sắt mượn. Không buộc lại để rớt xuống là không được ngang. Kỹ ba đó ngang, ổ điện nó nguy hiểm lắm á. Ở đi mà 300 ngàn rồi. Kêu kéo trên nóc nhà thòng xuống đi mà. 300 ngàn gì? Mà uống rượu má nó vô khẩu ta. Mà khẩu gì lẻo? Vâng khẩu tướng không được. Tướng không biết. Cầm hổ hoài. Cầm mà hổ hoài. 300. Cái gì? Khẩu gì lẻo? Không biết ba nghĩ đi. Mà khẩu của em mà không nói sao biết. Cái gì nhập được mà. Cái gì cầm? Mà khẩu gì? Nè. Mới vô. Coi biết à. Mà khẩu mà vô coi với ai để mà khẩu đâu mà vô coi. Đây nè. Bỏ tủ hay gì? Đây vô tủ lạnh nè. Ai cầm gì? Mà tám gì biết không? Ngọc nghĩ nghĩ coi. Nhập vô cho hai sạp coi. Đây nè. Đây nè. Ba cộng á. Ba cộng á. Ba cộng nè. Nhập vô được á. Ba mệt quá. Ba mệt quá hả? Nước kìa. Nước kìa. Khoai đó. Khoai đó. Ba cộng đó mà nhập vô mình nói gì? Ba kêu kìa nhập vô. Ừ. Nhập rồi nó có vô đâu. Nghĩ coi. Ta kêu nhập ba cộng mà không nhập hai cộng sao vô được? Hai cộng. Ừ. Hai cộng thế. Ai nghe người ta nhập kêu bây giờ. Cậu gì có chỉ hai cộng rồi ngoài đó. Đúng rồi đó. Hai cộng rồi gì nữa? Nghĩ coi. Ngồi vậy nè cô nương ơi. Ngồi vậy. Nghĩ coi. Làm gì sao? Lấy ghế ngồi hả? Đâu? Mạng đâu? Không thấy ba cộng gì đâu, thấy đâu? Ba cộng đâu? Phai đó. Phai đó đâu? Thôi, ra ba chỉ cái cục ngu đùm. Có ghi trên đâu? Chắc không có đâu. Đây tôi coi cha, coi trong máy nè.